dễ thương quá. Để coi bài này được mấy nốt đây. Năm nốt mày. Sao em thua nữa vậy? Nặng lẽ mày lâu quá. Lên, lên con ơi, lên. 8 nút. Giờ chúng mày chơi nữa thôi. Tức là lỡ nhân mày thua nữa, chúng mày còn tiền chơi nữa không? Chúng mày nặng bài lâu quá. Ở chúng mày chơi nữa thôi. Tám nút nữa rồi em à. Alo. Rồi rồi ok. Rồi rồi xíu nữa tôi tới. Rồi. Ai. Giờ tôi có vợ, tôi muốn chơi chú được không? Bây giờ mình chơi cá với chú nguyên cái nhà chú. Và tất cả mọi thứ ở đây nè. Vợ chú tươi có nhỏ này không? Em ơi, vô đây à? Vô đây em. Tới rồi đại ca. Thấy cũng được. Bây giờ tính gì nè? Bây giờ chú chơi tài sản của chú. Tôi chơi vợ của tôi. Rồi, chú thấy sao tôi chiều chú? Một là chú bắt tài sản của chú. Hai là tôi bắt vợ. Ok. Qua bánh em. Đi. Tôi ba cào. Và bây giờ toàn bộ tài sản của chú, vợ của chú đã thuộc về tôi. Ok. Vợ chú và căn nhà đã thuộc về anh. Mình về em. Khoan. Em ơi. Em dắt con bé về anh cho đi nè. Mày giỡn mặt với anh hả? Vợ tướng ngoài, nhưng này chỉ làm vợ thôi à. Em. Dạ anh chào mấy anh nha.
em ơi. Dạ. Là anh Bảo nè. Dạ anh sao anh? Em giúp cha là giùm anh coi sao trong đồ ăn này tóc tai đâu không nè. Chết. Ờ mà anh này không phải chứ không phải tóc đâu anh ơi. Cái này như là rau á. Anh nhìn lộn giờ. Coi coi cái này là cái gì. Làm ăn vậy bây giờ em tính sao đây? Ăn gì mà không đảm bảo an toàn vệ sinh gì hết vậy? Ờ thì em cũng mới đi công chuyện về. Món này á là của đầu bếp ở dưới nấu. Để em ở xuống dưới em nói chuyện lại đầu bếp. Vậy mà cũng không bán được. Ờ cái này á là cái xô xích nhỏ của quán em. Mong anh thông cảm cho em nha. Dạ em gửi anh chút đỉnh. Anh thông cảm cho em nha. Lỡ lần này thôi nha. Lần này em bỏ qua chứ lần sau là anh kiện luôn á. Thôi được rồi em đi đi. Chủ quán đâu? Dạ có gì vậy anh? Cô thấy gì không? Nghĩ sao cái này bán cho khách? Ăn được không? Giờ tính đền nhiều. Ờ anh thông cảm nha. Em xả em ra. Anh ơi! Giờ mày muốn gì? Dạ đồ ăn ngon quá. Anh tính nhiều vậy anh? Năm xì mày. Dạ dạ chị em gửi tiền em nha. Ăn gì em? Ăn này nha. Thôi em không ăn. Hay món này. Dạ. À ăn đi. Nha. Ăn đi xíu anh đi dẫn đi siêu thị ha. À cho em